Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm bánh xèo theo kiểu miền Tây nha. Mình thích rất thích cái bột hương xưa này, mình sẽ dùng bột hương xưa này. Mình quậy bột này làm bánh khọt cũng được mà bánh xèo cũng được. Thì bữa nay mình làm bánh khọt. Hay mình mua bột hương xưa nè, có chữ bánh khọt ha. Bây giờ mình đổ ra thì mình sẽ pha bột theo cái chỉ dẫn trong cái bịch này. Họ nói là mình một bịch bột bánh xèo này 500 gram nửa ký thì mình sẽ pha từ một lít cho tới là một lít mốt. Mà bữa nay mình sẽ pha phân nửa bịch, tại vì chỉ có hai người ăn thôi thì mình sẽ pha phân nửa bịch, thì mình sẽ pha khoảng 250 gram bột. Thì mình sẽ lấy nước đây. Bịch bột này đổ rất là giòn thì mình sẽ quậy lên cho nước vô, chứ cho 500 ml là nửa lít nước vô bịch bột này. Đây là hai cốc, là năm hai cốc là 500 ml. Bên đây nè 500 ml, đây 500 ml. Mình làm nửa bịch thì mình quậy như thế này. Cái này là làm nửa bịch là chỉ có hai người ăn thôi, chỉ có hai vợ chồng ăn, thì mình quậy như thế này. Nếu như bạn nào mà làm mà muốn béo thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Đó. Thì thế này thì nó đã tan rồi. Đó. Mình một chút xíu thì nó đã tan cái bột ra rồi. Đó. Rồi sau đó và bây giờ là mình sẽ cắt hành lá, cắt nhuyễn hành lá ra như thế này. Trong cái bịch bột này á, là họ có sẵn hành lá trong đây rồi, thì mình cho một phần ít cho thôi nếu bạn thích, còn nếu không thích thì mình khỏi cần cho hành lá tươi này vô, tại vì nó đã có sẵn ở trong đây hết rồi. Bây giờ mình đưa cái này mình quậy ra. Bịch bột này mình quậy trước khoảng nửa tiếng đang cho bột nó nở ra, rồi sau đó mình sẽ đổ còn số hành lá còn lại thì mình sẽ làm nước cốt dừa. Đây mình lấy một cái tô nha. Ở nước ngoài sẽ không có nước dừa tươi như Việt Nam, thì mình sẽ dùng cái lon nước cốt dừa này. Họ bán như thế này thì mình bắt đầu mình khui ra. Thì cái này nữa hai người ăn thì mình lấy khoảng nửa hộp thôi. Đây là nước dừa đây. Nước cốt dừa rất là ngon, rất là béo. Mình cạo này xuống, chấm xuống, chấm lần chấm. Sau đó mình sẽ chế khoảng nửa lon nước cốt dừa này như thế này, nửa lon ha. Sau đó mình sẽ lấy bột gạo
Ở đây nó bán một bịch như thế này là 500 g. Thì mình lấy bột gạo mình sẽ pha vô trong đây, đặng cho khi mà mình để nước cốt lên đó, thì nước cốt nó sẽ đặc lại. Nhưng mà thường ở miền Tây mình đó, là nước cốt, thường nước cốt thì nó sẽ rất là cái ngọt ngọt, nó có vị ngọt trong đó. Cho nên mình phải cho 1 muỗng đường, 2 muỗng đường vô. Như thế này khi mà mình đổ cái bánh lên đó, cái bánh khọt của mình nó sẽ ngọt ngọt, ăn rất là ngon theo đúng vị miền Tây. Như thế này. Rồi mình sẽ cho hai muỗng bột gạo vô, 2 muỗng canh bột gạo. Rồi sau đó mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước lạnh vô đây. Sau đó mình sẽ dùng cái cây quậy bột này nè, mình sẽ quậy lên cho nó tan đường, tan bột hòa quyện với nhau. Quậy một chút xíu cho nó tan hết bột đi, mình sẽ có một nước cốt dừa rất là béo. Vậy một chút xíu nó đã bột nó đã hòa tan với nước cốt dừa rồi, thì mình sẽ cho hành lá vô trong đây. Mình quậy lên nha. Rồi sau đó mình quậy cái này xong, mình sẽ để cho nửa tiếng sau mình sẽ đổ bánh khọt. Bột nó tan xong mình sẽ đổ. Bây giờ mình xây qua mình sẽ đi làm nước mắm nha. Mình muốn làm nước mắm thì mình sẽ cho 3 muỗng đường vô. Sau đó mình sẽ làm 3 trái tỏi này, lột ra hoàn toàn. Mình sắt cái gì, mình sắt nhuyễn lại, mình sắt từng lát ra rồi mình sắt nhuyễn lại, bắt đầu mình xây qua mình sẽ sắt cho nó nhuyễn lại thì nó sẽ rất là nhanh. Mình làm như cái này cũng vậy luôn. Xây nhuyễn lại. Thank you.
mình sẽ bầm thêm hai trái ớt vô nữa. Nếu người nào thích ăn cay, ăn được cay thì bầm ớt, còn không thì đừng có bầm vô. Khi mà mình làm xong thì mình để đây nha. Bắt đầu đây là 3 muỗng đường. Sau đó mình sẽ cho cắt chanh vô. Mình cho một miếng chanh to vô. Lấy hộp bỏ ra đây. Mình dắt một miếng chanh vô. Mình vớt hộp chanh ra. Sau đó mình cho 3 muỗng nước mắm. Mình nhảy lên. Rồi sau đó là mình sẽ cho thêm 9 muỗng nước ấm, nước sôi á, vô. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Nước sôi, nước ấm á mình để vô, nếu mình nước sôi nấu á thì nó sẽ ma tan đường phải lên rất là nhanh. Thế này vậy lên. Rồi khi nó đã tan rồi thì mình sẽ cho mớ hành thái ớt này vô. Như vậy là chúng ta đã có một chén nước chấm để ăn bánh khọt theo đúng vị của miền Tây. Xong rồi mình làm nước mắm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua mình đổ bánh xèo ha. Ôi lộn, bánh khọt. Mình sẽ đổ bánh khọt nha. Mình đổ bánh khọt thì mình sẽ làm để cho nhân tôm vô. Cái này là mình đi shop mình mua tôm nó đã luộc sẵn, mình khỏi cần luộc cho nó nhanh. Bây giờ mình chỉ cần lột vỏ ra. Và khi mình đổ thì mình sẽ bỏ con tôm này trên mặt, nó sẽ rất là ngon. Cái này thì nó mua tôm luộc sẵn thì tiện, khỏi cần chảy ra công đoạn mình luộc, họ đã bán sẵn cho mình. Cái này chỉ có ăn 2 người thôi, bởi vì mình không có làm nhiều, chỉ đại khái như vậy. Xong rồi mình sẽ được một chén tôm như thế này để làm nhân ăn rất là ngon nha.
giờ chúng ta bật lửa lên để làm. Mình chia bánh thật ha. Đây là nước cốt. Nước cốt nha. Đây là cái chuối. Cọng chuối mình sẽ bỏ dầu vô đây. Và mình sẽ chấm, mình thoa khuôn. Khi cháo nóng thì bắt đầu mình thoa. Đây bột mình đổ vô. Mình đổ khoảng 3 phần tư cái khuôn thôi. Mình chừa cho anh chút nữa mình đổ nước cốt vô. Để nó ra. Đợi một chút xíu cho nó vừa ráo cái mặt. Mặt bột thì mình sẽ cho nước cốt dừa và tôm vô. Để như thế này. Mình sẽ cho nước cốt dừa vô trên mặt. Người miền Tây thường ăn như thế. Rất là béo, rất là ngon. Mình sẽ cho một con tôm lên. Nếu ai thích thịt thì mình sẽ cho thịt bằm, còn mình thích tôm thì mình cho tôm. Rồi mình đậy nắp lại cho nó chín. Bây giờ nó đã chín thì mình sẽ vui ra. Bây giờ tiếp khuôn thứ hai. Không. Yeah.
Một dĩa đó. Một khuôn. Một khuôn đã xong, bây giờ khuôn thứ hai. Đang khuôn thứ hai đổ. Đổ hai khuôn. Lại một chút nó sẽ chín. Một dĩa nó đã hoàn thành.